Edhead và Sabaody tưởng chừng như là hai phần không liên quan với nhau, nhưng thực ra lại giống nhau tới không tưởng. Mà trong trường hợp đó, nếu như các bạn chưa thấy, thì mình sẽ chỉ ra rất nhiều chi tiết cho thấy rằng các hai phần này có một phần tương đồng nhất định. Mà nếu nói thẳng ra, thì Edhead biết đâu lại trở thành một Sabaody 2.0 và giúp cho bằng mũ rơm có một khoảng thời gian time skip nữa luôn đấy nhé. Bởi lẽ, nếu các bạn để ý, thì có thể thấy cả hai đều là những phần cuối cùng cho một chuyến hành trình. Đối với Sabaody, thì đó là khi bằng mũ rơm đã đạt đến hòn đảo cuối cùng của phần thiên đường để bước qua tầng thế giới. Còn đối với phần SS này thì đây là hòn đảo cuối cùng khi mà họ vượt qua được nó. Số phận của cả bằng sẽ thay đổi một cách chóng mặt vì đây là nơi mà họ đã đánh bại được một ngũ lão tinh và một đô đốc hải quân. Ở thời điểm hiện tại thì chỉ mới có đô đốc hải quân bị đánh bại thôi, còn lão tinh thì vẫn còn đang loát điên. Nhưng mà như chúng ta đã thấy thì Saturn bây giờ đang quá mạnh so với mặt bằng chung, bởi lẽ ông ta vẫn đang được thoải mái thể hiện vì người mạnh nhất trong bằng bây giờ đã nằm im một chỗ vì tác dụng phụ trong sức mạnh của mình. Thế nên chúng ta có lẽ sẽ phải để cho Saturn bón hành thêm mấy chục cháp nữa thì mới biết được rằng ai giành chiến thắng trong trận đấu này nhỉ. Tuy nhiên điều đáng nói là khả năng cao Saturn giờ đây đang thực sự rất bá đạo. Ông ta là người sở hữu trái Zoan thần thoại và có thể khiến người khác đau đớn chỉ bằng cách nhìn vào mắt họ. Vậy nên khả năng cao Edhead sẽ có thể trở thành một Sabaody thứ hai cho mà xem. Nhưng mà trước khi có thể kết luận được điều gì thì hãy cùng xem lại một chút về sức mạnh của hai phe cái đã. Về phần băng mũ rơm hiện tại thì có thể thấy rõ ràng rằng so với Sabaody 2 năm trước thì họ đã mạnh hơn gấp 100 lần dựa theo lời tuyên bố của Luffy tại cháp 1091 với Kizaru. Sức mạnh của băng mũ rơm bây giờ là không thể xem thường được nữa vì sau thời gian time skip, sau khi bị Kizaru bón hành và sau khi trải qua khoảnh khắc tuyệt vọng và từng thành viên bị đánh bay đi mất trước mặt đồng đội của mình, băng mũ rơm đã có một khoảng thời gian luyện tập và họ đã mạnh hơn 2 năm trước rất nhiều. Mặc dù là một vài thành viên vẫn còn ám ảnh đến việc từng bị Kizaru cho ngậm hành vào 2 năm trước, nhưng điều đó là không thể phủ nhận. Băng mũ rơm hiện giờ là băng của Tứ Hoàng và thuyền trưởng của họ là kẻ đánh bại được Kaido. Đặc biệt là khi Luffy giờ đây đã có thể sử dụng được sức mạnh tối thượng đã ngủ quên bấy lâu nay trong cơ thể cậu, hoặc nói đúng hơn là đã có thể thức tỉnh được nó và sử dụng được triệt để nguồn sức mạnh mà cậu đã được ban cho. Vì thế cho nên trong trận chiến với Kizaru, chúng ta có thể thấy được rằng đô đốc hải quân này chẳng thể làm được gì cậu cả. Và đặc biệt là trong trận chiến với Kaido trước đó, dù đã đánh cho Luffy lên bờ xuống ruộng không dưới một lần, nhưng một khi cậu đã hóa trắng rồi quay trở lại thì Kaido hoàn toàn không làm gì được Luffy nữa cả. Hóa chăng thì chỉ có quờ vài chùy để gây khó chịu cho Luffy mà thôi. Còn về tổng thể trận chiến thì người chiến thắng vẫn là Luffy mũ rơm như chúng ta đã biết. Và quả thực chiến thắng đó hoàn toàn không phải là do Luffy ăn may, mà là vì cậu đã quá mạnh. Kizaru đã buông lời khen ngợi Luffy trong trận chiến của họ khi ông thấy được rằng một kẻ đã đánh bại vua quái thú là một kẻ đáng gờm. Nhưng đó là khi Luffy vẫn đang trong hình dạng ghi bốn Snake Man của mình nên Kizaru mới nói được câu đó. Chứ ngay sau khi cậu bị đá ra khỏi mái vòm và quay trở lại với hình dạng ghi năm rồi thì Kizaru không còn có thể nói được gì nữa. Thậm chí là trong suốt trận chiến, lão đô đốc này còn không gây được chút sát thương nào cho Luffy nữa cơ. Bởi lẽ tất cả những tia sáng ông ta chiếu về Luffy đều đã bị năng lực Nika của cậu vô hiệu hóa toàn bộ. Có thể thấy với sức mạnh hiện tại thì việc xảy ra thêm một Sabaody thứ hai nữa là hoàn toàn rất khó. Vì hiển nhiên không chỉ có Luffy đạt tới trình độ của những kẻ mạnh mà ngay cả những thành viên khác cho băng cũng đáng sợ không kém. Đặc biệt có thể kể đến như bộ ba hùng mạnh dưới quyền của Luffy là Jinbei, Zoro và Sanji. Cả ba đều là những hải tặc có tiền truy nã vượt mức 1 tỷ Belly. Và tất nhiên những người này đều có sức chiến đấu kinh người thuộc hàng quái vật chứ không chỉ đơn giản là người bình thường nữa. Và đặc biệt nhất chính là Zoro, người vừa mới mở khóa cho mình khả năng dùng được Haki Bá Vương gần đây trong trận chiến với Kiền Hỏa Hoạn. Và Zoro đã thành công trong việc thuần thục sức mạnh mới này của anh. Hay Sanji, anh ba, dù trước giờ chưa bao giờ thể hiện, nhưng kể từ sau khi khoác lên người bộ đồ của Chroma Double Six thì có một thứ gì đó bên trong Sanji đã thức tỉnh và mang lại cho anh một nguồn sức mạnh mà Sanji chưa từng có được từ trước tới nay. Đặc biệt là bây giờ, Sanji đã có thể trở thành bao cát di động cho mọi người tha hồ thoải mái đánh đập mà hoàn toàn không bị trầy xước hay xây xác gì cả nhờ vào lớp da siêu cứng của mình. Còn Jinbei thì khỏi phải nói, việc ông được mời làm thất vua hải rồi sau đó nhận được sự tín nhiệm của Big Mom để trở thành một đồng minh rất được yêu thích của bà ta. Nhưng quy chung lại thì cả ba đều là những hải tặc hùng mạnh, nên là băng mũ rơm không chỉ có Luffy mà còn có bộ ba để đứng ra giải quyết những mớ tay chân rắc rối giùm cho cậu. Mặt khác thì chúng ta cũng có những thành viên tầm trung như Robin, Brook và Frankie. Họ mặc dù không mạnh mẽ lắm như những quái vật ở hàng top, nhưng họ vẫn đủ khả năng để tự mình đánh bại một đối thủ nào đó trong băng của quân địch. Và cuối cùng là bộ ba yếu đuối, là ba người được đánh giá thấp nhất về sức mạnh cho băng mũ rơm. Bởi lẽ những thành viên này hầu hết chỉ đóng vai trò hỗ trợ, chứ không phải là những chiến binh lành nghề như những người khác. Vì thế cho nên mà khả năng chiến đấu của họ mới thua kém một chút so với những thành viên kia. Tuy nhiên điều đáng mừng là những thành viên này đều biết cách giữ gìn mạng sống cho họ, nên là trong suốt trận chiến diễn
ra, không cần ai phải quan tâm tới những thành viên này cả. Bởi lẽ, mặc dù họ không thể tự mình đánh bại được ai, nhưng thực tế cũng khó có ai đánh bại được họ, vì chả ai rảnh mà đuổi theo mấy đứa yếu nhất để bị mấy con quái vật mạnh hơn gõ đầu cả. Tất nhiên là nói rằng bộ ba này yếu thì cũng chỉ là nếu so với những thành viên khác trong băng mà thôi, chứ trên thực tế, mỗi người bọn họ đều có thể tự mình đánh bại được một tên người cá luôn chứ không đùa đâu. Vì vậy mà nếu nói cho đúng, thì như những gì mà Luffy đã quảng cáo với Kizaru từ trước, team mũ rơm giờ đây đã mạnh gấp 100 lần vào 2 năm trước rồi đấy nhỉ. Nên trừ khi là phía hải quân cũng sẽ mạnh gấp 100 lần vào 2 năm trước thì mới may ra có thể khiến họ bất tỉnh TS hết này đúng không? Cơ mà vì bây giờ Kizaru đã nằm bị một chỗ, không thể nhúc nhích được rồi, nên mình nghĩ rằng hải quân dù có mạnh hơn cũng không hề mạnh hơn 2 năm trước gấp 100 lần đâu đúng không? Còn nếu nói về sức mạnh hải quân hay phe đối địch với băng mũ rơm hiện tại thì có thể thấy đây là một trong những lần chơi lớn nhất của chính phủ thế giới, thậm chí là phần nào đó có phần hoành tráng hơn cả sự kiện Marineford nữa chứ không đùa. Bởi lẽ ở lần đối đầu với tứ hoàng lần này, hải quân hay chính phủ đã đầu tư hẳn 100 tàu chiến cùng với chính phó đô đốc hải quân, với một đô đốc hải quân, thậm chí là ngũ lão tinh đến SS để đảm bảo cái chết cho Vegapunk và có lẽ để ngăn chặn thần Nika nếu như Luffy có làm gì đó tổn hại tới kế hoạch nữa. Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa được biết nhiều lắm về sức mạnh của các phó đô đốc hải quân, còn Kizaru thì ta đã thấy quá rõ, nhưng cuối cùng thì ông vẫn không thể làm được gì với năng lực Nika của Luffy, vì vậy mà Kizaru mới nằm yên một chỗ như giờ đây. Tuy nhiên, với những gì đã xảy ra thì chúng ta không còn xem Kizaru là một mối hiểm họa nữa, mà ở thời điểm hiện tại, mối hiểm họa lớn nhất phải nhắc đến chắc chắn là một trong những ngũ lão tinh, Thánh Saturn rồi đúng không? Bởi lẽ với những gì mà ông đã thể hiện cho chúng ta được thấy thì người đàn ông này hoàn toàn không bình thường một chút nào cả. Ông ta sở hữu một sức mạnh thần thoại và năng lực của nó bí ẩn tới mức chỉ cần liếc mắt nhìn một chút thôi là banh đầu ngay. Vì thế cho nên mối hiểm họa lớn nhất bây giờ mà băng mũ rơm gặp phải không phải là một đô đốc mà là Thánh Saturn. Thế cho nên nếu như ngũ lão tinh mạnh hơn các đô đốc hải quân thì rõ ràng là SS sẽ trở thành Sabaody 2.0 đúng không? Nói về sức mạnh của Thánh Saturn thì ai cũng đều thấy rằng ông ta đáng sợ tới mức nào khi những gì mà Saturn đã làm chỉ là xuất hiện ngay chính giữa SS, và rồi tất cả mọi điều còn lại là khiến cho bất cứ kẻ nào nhìn vào ông ta cũng đều phải hoảng sợ vì thân hình quái dị đó của mình. Mặc dù là như vậy, nhưng đây khả năng cao chỉ mới là bước đầu khởi động mà thôi. Bởi lẽ thực sự mà nói thì Thánh Saturn vẫn chưa làm gì quá đáng sợ cả, ngoài trừ việc ông cho đầu của một lính hải quân nổ tung chỉ bằng cách nhìn vào ổng. Tuy nhiên, thông qua lần xuất hiện này của Thánh Saturn thì ta có thể thấy rằng ông có thể sử dụng Haki Bá Vương. Những tia sét đen này khả năng cao chính là loại Haki đặc biệt mà triệu người chỉ có một, mà nếu thực sự điều đó xảy ra thì cũng rất khả thi. Bởi lẽ Saturn có thể được xem là một trong những vị vua của thế giới, và hẳn là ông ta sở hữu rất nhiều tư chất Bá Vương bên trong cơ thể mình, nên vì vậy mà lão tinh này có sở hữu Haki Bá Vương là điều hết sức bình thường. Bên cạnh đó thì việc có một trái Zoan thần thoại sẽ giúp Saturn có được khả năng đặc biệt đặc trưng của nó. Và điểm đặc biệt cần chú ý đến đó chính là con mắt của ông ta. Mỗi khi Saturn nhìn vào ai là có thể gây sát thương cho kẻ đó. Ngoài ra Saturn cũng có thể ngăn chặn việc di chuyển của họ bằng một kỹ năng đặc biệt nào đó. Nhưng vì vẫn chưa có quá nhiều thông tin về sức mạnh của Saturn được tiết lộ, nên là cho đến khi ông ta thực sự để lộ sức mạnh của mình thì chúng ta cứ xem ông như là một trong những hiểm họa lớn nhất mà Luffy bắt buộc phải đối đầu để giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Và đặc biệt là dạo gần đây trên các diễn đàn mạng xã hội, người ta hay nói đùa rằng các lão tinh có sức mạnh bá đạo, thậm chí là hơn hẳn các tứ hoàng nữa cơ. Nhưng biết đâu đây lại là sự thật, và họ chỉ đơn giản là không muốn động tay động chân quá nhiều nên mới sống ẩn dật tại thánh địa mà thôi. Bởi lẽ như ai cũng đều thấy thì Sabo đã vất vả lắm thì mới có thể thoát ra được khỏi thánh địa trong tình trạng mém tí nữa là tiêu tùng, nên vì vậy mà có lẽ Luffy sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đánh bại lão tinh này cho mà xem. Bên cạnh đó, chúng ta có lẽ đã quên đi điều quan trọng nhất ở đây, đó chính là việc Saturn sẽ không phí hoài thời gian với đám hải tặc nếu ông ta cảm thấy mọi chuyện dần đi đến chiều hướng xấu. Nên vì thế mà ta có thể nói rằng nếu có khả năng Luffy đánh bại được Saturn thì chính phủ thế giới sẽ làm mọi cách để ngăn chặn điều đó xảy ra, và khả năng cao là họ sẽ sử dụng đến Mother Flame để xả xuống hòn đảo này. Mặc dù là điều đó có phần hơi vội vàng, và có lẽ trên SS có vài thứ quan trọng mà chính phủ cần phải có, chính là lò phản ứng để tạo ra Mother Flame và Bung Record. Nhưng mình nghĩ rằng việc để Luffy đánh bại một lão tinh hay thậm chí là có nguy cơ khiến ông ta phải qua đời thì rõ ràng là hy sinh Bung Record hay lò phản ứng sẽ hợp lý hơn rồi đúng không? Vì ít ra thì điều đó sẽ không khiến thanh danh của chính phủ bị tổn hại, và có lẽ vì điều đó nên họ sẽ làm mọi cách để có thể giải quyết đám mũ rơm cùng Vegapunk mà
thôi. Và ở Sabaody thì băng mũ rơm đã may mắn có Kuma đến cứu giúp kịp lúc thông qua cảnh gia bộ trừng trị đám hải tặc này. Nên là bây giờ, nếu như SH muốn trở thành Sabaody 2.0 thì hẳn là họ sẽ cần phải có một ai đó đến giải cứu và phân tán cả bọn đi như Kuma đã làm lúc trước nhỉ. Và nếu như quay trở lại các chapter trước thì có thể thấy rằng chúng ta vẫn chưa biết Kuma đang đi đâu và Mary Jones có lẽ không phải là mục tiêu mà ông đang hướng tới, mà SH mới chính là nơi Kuma cần đến bây giờ. Có lẽ là một phần nào đó trong ông đã phát hiện ra Vegapunk đang gặp nguy hiểm nên Kuma mới ngay lập tức chạy đến đây để giải cứu bạn mình, mặc dù là bản thân ông đã không còn chút nhân tính nào. Tuy nhiên, nếu bạn để ý thì vị trí của đảo Momoiro, dãy Red Line và SH là nằm trên cùng một đường thẳng từ thiên đường đến tầng thế giới, nên vì vậy mà khả năng cao là Kuma đang hướng đến hòn đảo SH này để giải cứu Vegapunk đấy nhỉ. Và biết đâu sau khi đến đây Kuma sẽ tái hiện lại màn cứu sống bằng mũ rơm như lúc trước thì sao, đúng không? Tuy nhiên đó là những giả thuyết mà mình góp nhặt được trên mạng mà thôi. Bởi lẽ chúng ta đều biết rằng hiện tại Luffy cũng chỉ đang đuối sức và cậu cần phải nghỉ ngơi mà thôi. Hãy cứ đợi cho tới khi Luffy lấy lại sức và trở về dạng ghi năm của mình thì lúc đó chúng ta mới biết được rằng giữa Tứ Hoàng và Ngũ Lão Tinh thì ai mới mạnh hơn mà thôi.